Vâng, chào quý vị. Thì hiện tại Thương đang ở cống tám cửa cầu Quan. Đây, mình đang đợi cho nó chảy con nước. Thượng câu ở cống này cũng khá là nhiều. Thì bây giờ hiện tại nó đang đóng cống nè. Lát nữa mình mới hỏi cái người giữ cống là người ta nói là khoảng 12 giờ sẽ xả ra cho nước nó vô. Lúc đó mình sẽ câu ha. Tại vì hôm nay là mình đi chủ yếu là thường đi câu cá ngát chứ phải nếu câu tôm thì im rồi. Đây là mấy tàu ghe cũng ít à, đang đợi mở cống đựng qua đây. Cống tám cửa cầu Quan nha, cái này nhìn giống như đập ba trường vậy đó, nên là thường quay lên nhiều người hay nói lộn là cống 10 cửa nhưng mà thật này là tám cửa thôi. Thì đầu nghề hôm nay sẽ là 4 bộ cần và tối soạn 30 bộ rồi, nhưng mà tự nhiên cảm thấy mệt quá tự nhiên cảm thấy mệt quá nên là thôi câu thư giãn thôi, sẽ câu bằng 4 bộ thôi. Một cái thuyền phao, tí nữa thường sẽ bơm cơm hộp để trưa đó bụng mình ăn luôn. Và đây là sáng thường chạy đi mua cái máy chạy oxy 50.000 nè với cục pin 8.000 nữa để vô đừng chạy cho mấy con tôm này nó sống đó, thấy chưa. Mua mấy con tép bạc cho nó sống, mình câu cá ngát cho nó đã. Còn bên đây là cái này là trùng lá. Trùng lá thì có người ta kêu là hà đỏ đó. Con này nó dài dài, bắt ở Bọc Dừa này kia đâu nè, ở Trà Vinh thì nhiều lắm. Lúc trước Thuận cũng hay gửi đi cho mấy bạn câu nữa, nhưng mà lúc này nhà cửa đơn chiếc quá nên là không có gửi đi được. Đó, thấy chưa, con này câu con này thì hơi cực, lý do là bỏ xuống mấy con út nó ghĩa hết. Còn đây là bơm chì này kia đều đơn giản thôi, bữa nay câu đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ bơm thuyền và đợi tới giờ và xuống cần thôi nha. Vâng, cuối cùng thì thằng cũng bơm rồi chiếc thuyền hơi nha. Đây, bơm khá là căng luôn, rất là mệt, ngày bao tập thể dục luôn á. Nước hiện tại vẫn mới hơi lớn ghiêu ghiêu tí xíu à, buồn quá trời khi câu ra chơi nước đổ chảy mẹ gì đâu, còn cỡ 2 tiếng đồng hồ nữa nước mới lớn bắt đầu xả cống. Thuyền 4 người. Trời bữa nay cũng khá là trong ha, trong xanh, nắng bao nắng luôn. Giờ đang nằm đây chờ thời. Cái cần này thì chắc chú là không còn gì ăn rồi. Thuyền đang trội xuống mọi chùm lá, nước đứng chân. Đó. Thực sự là không có nỗi đau nào hơn cái nỗi đau này. Bây giờ đúng 12 giờ rưỡi rồi, nước mới lên được chút xíu rồi. Câu cây cần thì chơi thì nó không hế gì hết. Giờ hỏi là anh ghe kỹ chính xác á, thì nói là cỡ 2 giờ nó bằng con nước cống mới mở. Wow. Này chắc bỏ chạy luôn. Bơm xuồng đã, đợi đây hơi là chưa thảy xuống á. Rồi, giờ bơm rồi xả ra nè. Các bạn thấy ở không không? Đợi tới 2 giờ sao đợi nổi. Đợi từ 9 giờ tới giờ chết luôn. Quay đưa. Quay chú đưa con lên tivi. Con gái mà chỉ thề. Ngon luôn. Nãy giờ chỉ thề mấy tiếng rồi. Ngày dám chú đem ra đăng lên điện thoại. Quay chú coi chơi chứ đâu đăng đâu đâu. Đã không? Mấy chục ngàn cái à? Dữ lắm à. Chứ nhiêu? Chứ độ nhiêu mới đúng? Mấy trăm ngàn cái. Còn sống không? Sống. Nguyên tép chà bá luôn. Tốn tiền không chứ? Tốn chứ con. Mua hà chỉ đâu 50.
ai bán ký lô 50. Đi coi xuống, coi xuống là mua đó ký 50 giờ nghỉ bán. Dọn dính đi, gỡ lúa kéo lên thấy nặng đó quý vị, rồi dính nè, cái gì thôi, trời ơi cái út nó bự, út nó bự lên khủng khiếp thiệt chứ, vàng éo luôn. Cái này nãy như con mùa trùng hay gì, mấy con mùa tép thì còn con này lưỡi lớn, nút trắng nút vàng. Ai đi với bà kia rồi, bên trong nhà đó. Mới dục xuống rồi dính rồi phải không? Nhà con có cái bịch không? Dạ có. Chú xin cái bịch đi. Nước chảy nè. Dục à, chú về nấu cho coi đường bao áo con về nấu cho ăn tới. Nấu chưa là ngon lành luôn phải không? Ở đây là cái điểm Bến Hòa Cầu Quan cũ ha. Nó làm cái đường Bến Hòa nè, nhưng bây giờ không còn phà nữa, nó xây hai cái này lên để làm ống cống cho ngoài lộ lớn nè, nó thì sống nước chảy lưu biêu rồi đó, đúng đẹp luôn. Giờ đợi cá ngát nó ăn thôi. Cái ngát mình ăn kìa, ngút đọt xuống vậy nè, đã lắm. Mình kéo lên thay mồi. Câu cái con tép này á, mỗi người mỗi cách à, thường hỏi nhiều người rồi, không ai giống ai hết, có người thì lột hết, có người thì móc hết, có người thì lột cái đầu thôi. Kiếm con cá ngát chiều nấu con chua cho vợ ăn mà khó quá. Cần về các bạn ơi, nước có cho đập vô mé không, nước chảy quá trời chảy. Đây nãy ngoài cống mà có nước chảy vậy là quá im luôn rồi.